1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cây rồi. Và bây giờ đang bắt cây thứ 8. Đây, và bây giờ là cây thứ 10 mọi người ơi. Bếp nhân phẩm bà cô mua chỉ một cây kem nhưng trúng thưởng đến 20 cây liên tiếp. Mới đây một người phụ nữ đi mua kem vô tình bốc trúng một que có trúng thưởng nên đem ra tiệm đổi. Cứ nghĩ đổi xong được cây kem mới rồi về. Ai mà có ngờ bà cô bị mắc kẹt ở quán tạp hóa luôn. Vì nhân phẩm cực tốt cộng với là ông bà tổ tiên đưa đường dẫn lối, thế nên cô nhắm mắt lấy đại một cây cũng trở thành cây kem có trúng thưởng. Lập kỷ lục đi, cây thứ 10 đi còn gì nữa. Khả năng lắm. Đỉnh thật sự đấy. Chưa bao giờ thấy ai mà đi mua kem mà mua một que kem xong là được một đống kem như này mang về luôn á mọi người. Bắt mỏi tay. Ôi, con người may mắn nhất ngày hôm nay rồi mọi người ạ. Bao nhiêu cây nhỉ? 16 à? 16 cây rồi. Trời ơi. Thế đó cô đã đổi hết cây này tới cây khác liên tục 20 cây, mỗi lần bốc ra một tem có trúng thưởng. Cả người phụ nữ lẫn người chủ quán đều nhìn nhau cười ngặt nghẽo vì không nghĩ bản thân lại may mắn như thế. Nhiều người sau khi xem qua đoạn clip cho rằng người phụ nữ thật sự may mắn khi đi mua kem nhưng lại gặp trúng lô kem toàn que trúng thưởng. Có người còn hài hước cho rằng có lẽ cô đã dùng hết sự may mắn trong một năm để đổi lấy may mắn trong ngày hôm nay. Một số bình luận được cộng đồng mạng để lại: mấy que trúng đổ hết về tay cô cả rồi, thế này bảo sao cháu ăn kem mà không được trúng que nào. Kể từ ngày đó cô gặp que kem là cô chạy tám hướng. Kinh nghiệm của mình là mua ốc quế dâu nhé, mua vị sô-cô-la không trúng đâu, lần nào mình mua dâu cũng trúng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.